Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với điện thoại WeTV. Hiện tại mình đang có đây chiếc iPhone 6 Plus màu trắng, nhưng mà nó đã bị hư Wi-Fi. Mình sẽ tiến hành kiểm tra xem Wi-Fi của nó đã bị lỗi như thế nào. Mình sẽ truy cập vào mạng Wi-Fi ở điện thoại Vui. Như bạn có thể thấy thì hiện tại chiếc iPhone 6S Plus bên tay trái của mình đã được kết nối vào Wi-Fi của điện thoại Vui. Còn chiếc màu trắng bên này thì nó không có tín hiệu gì cả. Và nó bắt sóng cũng rất là yếu. Và để sửa lỗi Wi-Fi bắt sóng yếu thì chúng ta sẽ tiến hành thay anten Wi-Fi. Sau khi đã thay anten Wi-Fi xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cảm ứng và test Wi-Fi. Ok, mình sẽ vào cài đặt và bật Wi-Fi lên. Như các bạn có thể thấy thì Wi-Fi của mình đã cải thiện một cách rõ rệt. Và sóng thì nó bắt đã mạnh hơn rồi. Mình sẽ vào thử một trang web.
Như bạn có thể thấy thì tốc độ truy cập web rất là nhanh. Mình sẽ xem video trên YouTube. Và như các bạn có thể thấy thì tốc độ load video của mình cũng đã cải thiện một cách rõ rệt. Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.